Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh Quân Huỳnh nhé. Hôm nay đầu tuần chúc anh em sức khỏe, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn nha. Anh em nào quan tâm dùng của Nhật, anh em nhớ bấm đăng ký kênh, đồng thời anh em có thể bấm cái chuông thông báo bên cạnh để thể cập nhật các video bên mình một cách nhanh nhất ha. Ok, hôm nay thì nó khá nhiều món cho nên mình sẽ cố gắng đi trực tiếp vào luôn cho anh em đỡ tốn thời gian ha. Đầu tiên là giới thiệu với anh em cây dao đi rừng anh em nha. Cây form này thì anh em rất là yêu thích ha. Cây này thì giá rất là tốt ha, 300 ngàn. Bởi vì anh em thấy nó có hơi cong nhẹ anh em nha. Nói chung cong rất là nhẹ ha. Mình vừa ép bê tô thì nó là đỡ cong hơn nhiều rồi. Trước nó hơi cong tí. Cây này tất cả đều nguyên zin anh em nha. Cán thì anh em nếu mà anh em xài tạm thì vẫn ok ha. Còn khá là chắc chắn. Tuy nhiên cái lưỡi ở đây thì cái mép ở đây thì anh em mài lại tí nha thì nó mới đạt được cái độ bén ha. Ở đây cây này nó có chữ Nhật nha. Chữ này chữ khắc tay thủ công của thợ Nhật ha. Cây này thì nó thuần nó chỉ vác một bên anh em nha. Cây này nặng nửa ký ha và nó kích thước của nó là cái lưỡi là 18.5 tới 18.5 anh em nha. Cái bản lưỡi của nó 5 phân nha và chiều dài tổng thể của nó là 36 cm ha. Đây, cây số 2 á. Cây này thì mình cũng mới vệ sinh lại tí thôi cho nó sáng ha. Đó. Cây này thì cái form rửa này là form size khá là nhỏ gọn em ha. Em thấy nó cầm trong tay rất là nhỏ gọn nha, nhưng mà thép này cực kỳ tốt anh em nha. Đó. Thép của những cây rửa thì thường nó rất là cứng anh em ha. Đó. Cái này là chiều dài tổng thể của nó là 36 anh em nha. Cái lưỡi của nó là 14 anh em ha. Cái bản lưỡi của nó là tới hơn 5 phân rưỡi rồi. Cái này cũng vác một bên anh em nha. Ở đây thì anh em thấy có chữ Nhật ở đây ha. Bên này thì nó làm cũng nói chung khá là cầu kỳ. Cái lưỡi này, lưỡi zin thì anh em nhìn kỹ thì nó cũng có nhâm nhẹ nhẹ ha. Nhưng mà nói chung đang rất là bén ở đây. Cái này chỉ là xước trên mặt, xước hơi sâu xíu thôi chứ không có hề bị nứt hay gì hết, anh em yên tâm nha. Sử dụng thì nó không ảnh hưởng gì đâu ha. Đó. Nhưng cây này còn theo mình thì còn rất là đẹp ha. Rồi. Cây này nó nặng cũng tới nửa ký anh em nha. Cây số 2 giá 300 ngàn nha. Rồi, tới cây số 3 ha. Tới cây số 3 thì cái form này cũng khá là đẹp mắt anh em ha. Nó nặng 6 lạng nha. Đó. Cái này cái lưỡi không thì nó cũng tới 18.5 anh em nha. Cái bản lưỡi cái nơi dài nhất của nó là tới 6 phân anh em ha. Form cái này rất là đẹp ha. Form cái này cực kỳ đẹp luôn và thép nó rất là tốt anh em nha. Nhưng mà cái này thì nó không có chữ anh em ha. Đó. Khoen này tay nấm thì nó tạm thôi, tay nấm này thì nó hơi hơi thô ha, nó có dấu nứt nè. Còn cái cán này thì anh em yên tâm là không có dấu nứt anh em nha. Trước thì nó có cái lằn nứt đây nhưng mà nó rất là cạn ha, mình tháo ra đánh anh em thấy nó liền luôn. Đó. Rồi ok, cái này thì chung anh em thấy cái form rất đẹp ha. Cái này thì anh em muốn bén hơn anh em sơ qua cho mình tí nữa nha. Rồi cái số 3 này giá 350 ngàn anh em nha. Nói chung cái này còn khá là mới ha. Cái combo số 4 thì mình gồm 3 cây, 3 cây này rất là ok luôn cho anh em mua sử dụng á. Nếu mà anh em mua sử dụng thì nó sẽ loại này nó là thép cực tốt luôn. Những cái cây này là thuộc hàng sắt thép thuộc hàng siêu tốt của anh em ha. Nè. Mà nó ba form này thì nó gần như là anh em đủ sử dụng trong gia đình, thậm chí là anh em đi công trường luôn ha. Nè. Cái này là cái cây búa dẹt ha. Form này của cái này là của ba hãng khác nhau nha anh em, à của hai hãng xin lỗi anh em, hai cái kia của Yamaguchi á, cái này của OH nha, cái này còn rất ok. Cái loại này thì cái cán vàng kia nó làm ngắn hơn tí anh em nha, còn cái loại OH này thì cán đen này nó làm rất là dài, 3-4 cm nha. Đó, cái này thì nửa ký anh em ha. Nói chung mấy cái đầu này còn rất là ok, cái này sử dụng rất là lâu rồi nhưng mà còn rất là đẹp ha. Đầu này có lẽ là đầu 17 anh em nha. Mười bảy anh em ha. Rồi một cây mỏ vịt của Yamaguchi ha, hai cây này mình ghép lại bởi vì hai cây này gần như nó cùng đời anh em ha.
cái đời này rất là ít gặp ha. Đa số là gặp những cái đời nó mới mới hơn một tí xíu ha. Cái này thì lúc trước mình có giới thiệu ha, mình dọn sơ lại nhẹ lại thôi. Cái này thì form này, form Morbid này thì nói chung nó khá là ít gặp so với các cây bố đinh ha. Cái này thì tay nắm chỗ này anh em biết nó hơi bị rót tí nha, và cái đầu này thì nó cũng có cấn này anh em ha. Còn thép mấy cái cây này thì nó cực kỳ tốt rồi ha. Cái này nó nặng tới 680g nha, hàng này thuộc hàng nặng ha. Rồi, cây số 2 là một cây búa nhổ đinh của Yamaguchi luôn ha. Cây này còn rất là đẹp ha, 640g nha. Rồi, anh em thấy cái chỗ này là xoắn ha, cái đời xoắn này nó rất là ít hàng anh em ha. Đó, logo cực đẹp luôn. Trên thì logo anh em thấy hình vương miện ha, dưới thì logo hình con gà nha. Logo hình con gà này thì anh em thấy Yamaguchi ở trên xà beng xà cày nhiều ha, còn trên trên búa là cực kỳ ít luôn. Đó. Tới sau này thì nó gần như là hình như nó chỉ chuyển sang cái logo này thôi ha. Đầu nhổ đinh còn rất là ok ha. Cái này thì tới 640g nha, hai mặt còn cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi, combo số 4 này giá rất là tốt cho 3 cây, 500 ngàn nha. Nếu mà anh em chưa có một cây búa Nhật nào thì những cái combo này nó rất là ok cho anh em mua sử dụng ha. Rồi, tới combo số 5. Combo số 5 thì 400 ngàn anh em nha. Đó. Những cái búa này thì nói chung thì nó vừa đẹp ha, mà nó vừa hữu dụng cho anh em sử dụng ha. Cái búa bi 1/2 LVS anh em nha. Cái này thì cân nặng của nó là 300g cả cán ha, cô OH anh em nha. Còn cái này là một cái búa dẹt ha, búa dẹt. Cái này của Đầu Trâu nha. Đó. Cái này có 3 hãng khác nhau anh em ha, Yamaguchi, Đầu Trâu với OH ha. À, rất là ok luôn, 3 cái hãng rất là lớn về chuyên về búa ha. Đó. Đóng đinh được anh em nha, gọ được ha. Và một cây búa nhổ đinh nha. Đó. Cái này đợt trước mình bán lẻ ha, có khách đặt nhưng mà bể gạch mình gom ở đây luôn ha. Cái này lẻ là 230 ngàn nha nè. 450g ha, cái này thì nói chung là nó còn tổng quan nó thì còn rất đẹp ha. Logo rất là rõ đẹp đây ha. Rồi. Cái cán thì cán không zin anh em nha, nhưng mà gỗ nó thì có vẻ là tốt hơn cả cán zin luôn ha. Có điều nó không nó chưa có trâu chuốt mượt mà lắm ha. Đó. Rồi. Combo này là giá 400 ngàn nha, combo số 5 ha. Cái combo số 6 này thì nó cũng khá là nặng ký anh em ha. Đó. Một cái cây búa nhọn của OH anh em nha. Cây này thì nó cũng khá là mắc tiền ha. Đó. Nó cũng tiện cận gần 200 ngàn rồi ha. Đó, cho nên combo này nó rất là tốt ha. Combo số 6 thì là giá nó là 270 ngàn nha, 3 cây. Một cây OH da nặng 450g. Và một cây Vexel ha. Một LBS anh em nha, một LBS thì thường là nó cỡ tầm cả cán cỡ gần nửa ký anh em ha, nửa ký. Cái này nó còn rất là dày luôn anh em nha. Đó. Anh em thấy cái logo của nó ha. Cái loại này thì hàng Trung Quốc rất là nhiều ha, nhưng mà cái này 100% là hàng Nhật ha, cán còn đẹp. Đầu này còn dày ha. Có vết nứt nhưng mà không sao anh em ha. Cái này mình sử dụng cũng rất là lâu rồi, xi nhê gì hết ha. Nói chung cái này lúc nào mình cũng phải có một cây. Đó. Anh em mà làm máy hoặc là anh em mà cần gõ vào những cái nơi reset này kia mà không ảnh hưởng tới cái bề mặt gõ của mình đó, thì những cái này là lựa chọn tốt anh em ha. Rồi, và một cây búa đinh này ha. Cái này thì anh em thấy ha, cái này giống như là như mới vậy đó ha. Thì cái này nó không bằng được Đầu Trâu với Yamaguchi anh em nha. Nhưng mà những cây búa anh em mua ngoài thị trường tầm 100 ngàn đổ xuống thì không so được cái này được ha. Nó làm cũng rất là tốt ha. Nhám gai của nó này ha. Ok. Combo này thì giá là 270 ngàn nha. Tới combo số 7 này rất là hấp dẫn anh em ha. Gồm 2, 4, 5 cái đầu. Và giá của nó là 300 ngàn nha. À. 5 cái đầu ha, giá 300 ngàn. Rồi. Đầu tiên thì là cái cây búa Z1-1 này ha. Đó. Cái cây búa này chỉ cần dọn sơ là nó cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Đó. Những cây này thì nếu mà nó đẹp zin thì nó cũng khá là mắc ha.
Cái này thì chỉ cần mài sơ thôi, mình vuỗ sơ thôi là nó đã rất là ok rồi ha. Bởi vì các cái mặt này của nó còn rất là mới luôn ha. Còn nem nem zin của nó trong này nên nha. Cái này 1 kg ha. Thép của hãng chết này nó cũng rất là tốt anh em nha. Mình nghĩ thì nó không bằng được con voi hoặc là OH ha, nhưng mà nó cũng tầm 90 ha. Đó. Ok, rất là đẹp ha. Phòng bắt giác anh em nha. Rồi. Một cây búa này thì anh em dùng trong gia thuộc ha, giày làm giày chẳng hạn ha, thì rất là hay sử dụng cây này. Cái này cũng là hàng Nhật anh em ha. Đó. Rồi, 270g. Rồi, ba cái đầu này thì rất là nhiều anh em hỏi ha. Đó. Cái này còn cực kỳ đẹp luôn. Đầu này là nó vát 8 cạnh luôn em nha, chứ không phải là để tròn á, vát 8 cạnh thì mình thấy nó đẹp hơn nhiều ha. Cái này là chuyên về sỉ hàng anh em ha. Đó. Cái này cũng vậy. Nên dùng cỏ sỉ được hết. Cái này có chữ luôn em nha. Thép rất là tốt luôn ha. Cái này cũng vậy, form nhỏ nhưng mà cái này là loại thép tốt chứ không phải là loại thép dở ha. Đó. Rồi. Combo số 7 này ha, 5 cây giá 300.000 nha. Tới cây số 8 là một cây búa của OH ha. Cây này thì là 2 LBF nha, là 0.9kg ha. Thì tính luôn cá này tầm 1kg nha anh em nha. Cây này thì còn rất là đẹp luôn, rất là mới luôn ha. Đó. Rồi, cây số 8 là giá 200.000 nha. Cá cũng còn sử dụng tốt anh em ha. 8200 nha. Tới cây số 9 là cây này rất là độc đáo anh em ha. Cây này đang sell rất là tốt luôn ha. Cây này nó hay cái là nó có thể nhổ đinh được luôn anh em nha. Đó. Nó vừa nhổ đinh nè, vừa đóng đinh, nó giống như là một cây búa nhổ đinh kia vậy ha, nhưng mà form nó rất là lạ. Đó. Cái cây này thì giá rất là tốt ha. Bởi vì cái mặt này là mình có mài lại nè, nhưng mà nó rất là còn rất là cứng, anh em yên tâm nha, mình chỉ mài nhẹ thôi ha. Đó. Cực kỳ, nói chung cái thép của đầu trâu này phải nói là làm búa phải nói là cực kỳ tốt luôn ha. Em thấy cái logo đầu trâu ở đây còn rất là đẹp đây ha. Đó. Nó làm tay như thế này luôn, rất là cầu kỳ. Tem thì nó cũng vừa mới rách thôi. Đó. Cán thì còn như mới, cán đầu trâu anh em nhìn vô là biết liền ha. Rồi, cây số 9 này ha. Nó nặng như một cây búa đinh luôn anh em nha. Đó. 560g. Chỉ cần đánh nhám sơ là cái thép nó rất là bóng, rất là sáng anh em nha. Sờ rất là mát tay ha. 950 nha. Cái combo số 10 rất là hay anh em ha. Đây, combo số 10 còn 4 món anh em nha. Giới thiệu với anh em cái này trước. Cái này thì khá là thích cái này ha. 280g anh em nha. Một cuốc với cái cào ha. Hai chức năng. Anh em tra cán này là cán tròn anh em nha. Đó. Cái này anh em muốn mà vừa cổ vừa đẹp thì anh em kiếm cây câu ha, làm cán tra thì cực kỳ đẹp luôn ha. Cái này thì gọn gọn, anh em có thể dùng những cái vườn nhỏ nhỏ trên sân thượng hoặc là những cái vườn khu vườn nhỏ nhỏ của anh em thôi nha. Đó, thì nó rất là ok ha. Rồi. Mà một cây búa, xin lỗi anh em, một cây cuốc ha. Anh em nhìn form nó nhỏ nhỏ nhưng mà rất là nặng nè. Cái bảng nó là 9 phân nha. Tổng thể hết của nó là 20 nha. Anh em thấy cái độ dày của nó ha. Nó nặng hơn cả một cái rìu luôn em nha. Đó. Thì cái lưỡi này thì chưa làm lại ha, nhưng mà anh em mà cần bén hơn làm lại này rất là dễ thôi ha. Thép này cực tốt luôn em nha, thép này thì bao tốt ha. Đó. Rồi 820g luôn nha. Đó. Và một cái cây liềm size mini. Đó. Cây này thì cũng có tem này kia đàng hoàng ha. Hiện tại thì cũng đang khá bén thôi chứ chưa có bén ngọt anh em nha. Đó, cái này size nhỏ thôi. Một cái liềm thì liềm này là liềm loại dày nha. Đó. Cái này hình như được trước còn sót lọ này, nặng tới nhỏ nhỏ nhưng mà nhìn thấy 280g ha. Cái lưỡi nó là 14 nha. Đó. Cán còn rất là ngầu ha. Rất là dày. Hiện tại nó cũng đang bén nhưng mà cũng chưa có ngọt đâu nha anh em. Cái này còn liếc lại tí ha. Đó. Thép này thì cực tốt luôn. Mình nghĩ do nó hơi cũ, chỗ này chắc chắn chỗ này có chữ rồi anh em ha. Đó. Rồi. Combo này là 4 cây giá 300.000 đây nha. Đa số là hàng cũng tương đối nặng ha. Giới thiệu với anh em cái cây dao
dao tạm gọi là cái form Nakiri ha, nhưng mà size này size khổng lồ nha, 34 cm nha nè. Thì có lẽ là nó phải gấp đôi hoặc hơn gấp đôi mấy cây Nakiri bình thường ha. Cái bản nó là 6 phân rưỡi, nhưng mà nó cũng khá mỏng thôi ha, trong gốc nó thì tầm 1 ly 1 ly 2 thôi đó. Thì anh em mà thích một cái cây dao mà độc độc ha, hoặc là thích một cây size lớn lớn, anh em làm những cái chuyện lớn thì anh em mới mua cây này nha. Chứ thật ra thì nếu mà cây lớn như vậy thì anh em dùng ở nhà thì mình thấy nó cũng hơi bất tiện ha. Đó. Cây này thì thép nó là chắc chắn là thép Nhật anh em nha, nhưng mà hàng này hàng thủ công á, nó không có dập hãng hay là gì hết anh em nha. Đó. Nói chung cái độ bén của nó thì nó, ví dụ anh em giờ cắt luôn thì vẫn được á, nhưng mà nó sẽ chưa ngọt nha. Anh em nghe tiếng ha. Chung cái loại này, form này thì anh em sẽ rất là ít gặp ha, nhưng mà thực chất mà nói thì anh em xài gia đình thì xài cái này nó không hợp ha. Anh em là thật sự thích thì chốt anh em ha. Cây số 11 này là giá 350 ngàn nha. Đó, đợt trước mình thấy, nói chung mình thấy những cây nào mà lạ lạ độc độc thì mình rất là thích mua anh em ha. Đó. Rồi cây 11 này 350 nha. Tới 12, 13 là hai cây đề 3 ha. Cây 12, cây 12 là đề 3 13.5 anh em nha, 13.5. Cái này nó có chữ này anh em nha. Đó. Nó hơi mờ ha, có chữ đây nè. 4 phân rưỡi ha. Cái gốc nó thì nó tới 7 ly là nơi dài nhất, nó tới 7 ly ha. Đó. Thì cái này nó, cái độ bén zin của nó thì nó đang có ở đây ha. Đó. Rồi, cái số 12 này giá 230 nha. Cán cũng không có nứt gì hết đó, chữ cực kỳ đẹp luôn ở đây ha. Đó. 12 nha, 230. Cây 13 thì form nó lớn hơn. 15 nha nè, 15 ha. Bản nó 5 phân. Và độ dày của nó thì cũng 7 ly luôn nha. Cái này cái sống gần như là không có dấu đóng luôn em ha. Đó. Nhưng mà cái mép nó thì nó hơi không có được zin. Đó. Cái này thì bên thợ Nhật người ta mài luôn ha, mình cũng chưa có làm lại luôn. Nên thấy dưới này ha, nó có một cái độ lấy mép lại ở đây ha. Đó. Hiện tại thì nó cũng đang khá bén ở đây ha. Đó. Cái này thì nó có chữ ở đây luôn em nha. Sekimago Roku ha. Có logo, có chữ Latin luôn ha. Đó. Đây. Cái này thì cán xấu nha. Cái này nó là khoen nhựa hay khoen sừng. Có lẽ là nhựa ha. Nhựa thôi. Rồi, cây 13 này giá 200 ngàn nha. Rồi, tiếp theo giới thiệu với anh em một số cái combo cần nha. Anh em có thể mua kết hợp ha, thì anh em sẽ gần như là đủ hết các số để anh em sử dụng nha. Ở đây thì các cái hộp này thì anh em rất là quen thuộc ha, mình sẽ giới thiệu sau. Đây, cái cần này là cái cần lớn anh em nha. Cần này là cần đầu 1/2 ha. Cần này là cần thuộc hãng, có thể nói là một trong những hãng top về cần của Nhật ha. Tông nha nè, tông ha. Mã của nó là NO211. Hàng này là hàng Japan nhưng mà hàng zit luôn nha. Nó rất là chất ha. Cái cần này nó nặng 7 lạng. Cái đầu nó thì ở cái trạng thái dài nhất nó là 30 cm nha. Cái này thì nó gặt qua gặt lại được ha, đầu thì còn rất là mới, bi này kia ok hết ha. Nói chung hàng này khá là khủng ha, đó, tới 10 gần 17 ly lận ha. Và ba cái đầu là 23, 26 và 29 nha. Đó. Thì bộ này thì anh em hoàn toàn có thể kết hợp với một cái bộ cần của hàng gọi là brand new luôn ha, mới 100% kia nha nè. 23 Banzai ha, Banzai này hàng rất là tốt ha. 26 Hero Zit ha. Và 29 của Tông luôn nha. Đó. Đó. Bộ này là 250 ngàn đây nha. Bộ số 14 ha. Rồi tới bộ số 15. Bộ số 15 thì nó hơi ngắt quãng, đó là về Tuvix anh em nha. 4 cái hồ lô ha, trong này thì tất cả đều hàng Nhật hết nha, nhưng mà có cái này thì mình nhìn tới nấm là quen thuộc nhất là của Vexel.
Còn những cái hãng còn lại thường là Sunflat hoặc là những cái hãng Rubicon này kia ha. Đó, thì ở đây thì kể cả với sale thì cái chữ nó cũng rất là mờ ha, thì mình không nhìn được. Đó. Hai đầu ba kê nha, rất là ok. Đó. Và cái đầu dẹt màu xanh này còn rất là đẹp ha. Cái đầu của Vexcel này thì kèm thêm thôi anh em nha, thì anh em sử dụng tạm tạm thì vẫn được ha. Tất cả tay nắm còn nguyên. Rồi. Combo số 15 200.000 anh em nha. Combo số 16 là hai cái dao ghép cành ha, 17 nha. À, cái này nó có chữ này nha. Đó. Cây ngắn ha, có chữ ha, cây dài cũng vậy. Cũng có chữ luôn. Hai cây thì đang khá là bén thôi nha. Đó. Tại vì không có cây để mình test thử nó có ngọt hay không ha, nhưng mà hiện tại thì nó cũng đang khá là bén. Rồi mình đo kích thước luôn cho anh em ha. Cây dài nó dài 22 nha, cây ngắn thì nó dài 16. À, anh em kê cái thước cho anh em nhìn thấy kích thước ha. Rồi. Combo số 16 là 17 nha. Combo số 17 thì 200.000 anh em ha. Rồi nó gồm một cái cây ngắn là 16, cây dài là 21 nha. Cây ngắn thì cũng chữ đầy luôn em ha, nhưng mà cái cán này bị nứt nè. Đó. Trên này thì không có chữ dọc anh em nha. Nhưng mà cái này thép thì cũng rất là tốt anh em ha, đang khá bén đây. Rồi. Đấy, cái này thì rất là đẹp anh em nha. Anh em thấy ha, của hãng Mickey nè. Mickey này thì anh em biết là nó về mấy kéo bắt cành thì nó chuyên như thế nào rồi ha. Đó. Cái này thì cái mũi nó hơi bị tà ở đây nha. Độ bén của nó thì ở cái mức được thôi. Đó. Ở dưới này nó không bén anh em nha, nó cố ý nó làm không bén ha. Tới từ đây trở đi thôi. Nó làm vẫy đây luôn nha nè. Phía sau thì vừa có chữ Latin vừa có chữ Nhật ha. Mikiso nói chung hơi mờ anh em ha. Đó. Cái này thì còn khá đẹp ha. Rồi, combo số 17 giá 200.000 hai cây nha. Tới số 18 ha. Số 18 này thì mình ghép bởi vì nó có cái cần này ha. Anh em biết cái bộ riêng này thì là giá là 120 ha. Yeah. Cái bộ này là hàng mới 100% nha. Yeah. Bộ đó là 120 ha. Anh em mà nếu mà muốn mua thêm một cái cần thì cái bộ số 10 anh em sẽ mua cái bộ số 18 này nha. Một cái cần 1/2 thì anh em sẽ sử dụng được nguyên cái bộ kia ha. Ở đây nó kèm thêm một cái đầu chuyển xuống 1/4. Xin lỗi anh em, cái cần này là cần 3/8 nha. Để anh em sử dụng cái bộ này, bộ anh em thấy 3/8 ha. Đó. Cái cần này thì nói chung cái hàng này, hàng nó chất lượng nó ở cái mức khá là thấp ha. So với những cái hàng tên tuổi nha, nhưng mà nó cũng là hàng bãi Nhật ha. Thực cái nó rất là mới. Kia rất là ok, đặc biệt bánh răng còn rất là mới. Cái này thì rất là mới, nhưng mà hàng này thì mình cũng nói qua ha, hàng nó chất lượng nó bình thường thôi. Đó. Thì nó sẽ có một cái chuyển để anh em sử dụng ba cái đầu nhỏ này. Đó. Cái chuyển này thì nó bị mất bi nha. À, bộ này là tầm 80.000 ha, thì anh em có thể sử dụng được mấy cái nhỏ này và cái bộ lớn luôn ha. Combo số 18 là 200.000 nha. Thì còn một bộ này và cái combo này ha. Tới cái 19 này thì nó cũng vậy, nó gồm một cái bộ này thì giá là 120 rồi ha, và một cái cây lobster. Cây này thì là đầu là cũng 3/8 luôn, để anh em sử dụng cái kia ha. Cái này nó dài 17.5. anh em thấy lobster đợt trước mình có bán một cây đầu 1/2 ha. Đó. Thì hàng này thì nó cũng không biết là so với cái hàng mà đời cũ thì nó như thế nào, nhưng mà nói chung cây này nó cũng rất là chất lượng anh em nha. Đó. Cái này thì còn rất là mới, thậm chí là giống như chưa dùng nữa ha. Rồi, kèm thêm một cái đầu chuyển dài để cho anh em có thể sử dụng những cái góc nó hẹp nha. Đó. Ok nha. Rồi, cái bộ này thì số 19 này là giá 280.000 nha, gồm một cái bộ đầu tiếp và một cái cần, một cái nối ha. Rồi tới bộ 20 thì mình là cái bộ kia thôi, mình để trần để mình giới thiệu ha. Bởi vì đây còn thêm 5-7 bộ. Đó. Là từ 7 tới 19 anh em nha, nhưng mà nó không có số 13 đâu anh em ha. Đó. Là cái bộ 20 này nha, giá 120 ha.
Rồi, bộ 21 này thì 70 ngàn là anh em biết rồi. Đầu là đầu 1 phần 4, cần cần 1 phần 4, cần tự động 1 phần 4. Và một cái đầu 5.5, xin lỗi anh em, một cái đầu 4 ly nha. Và một cái đầu 6 ly, 4 ly 6 ly và một cái đầu B3. Bộ này là 70 ngàn nha. Tới bộ 22 cũng giống, ba cái đầu cũng giống như vậy ha. Cái cần này là cần siết cứng. Anh em thấy có chữ Japan đây nha, nhưng mà nó cũng cùng loại với kia thôi, cũng là hàng Đài Loan, Trung Quốc xuất Nhật thôi ha. Đó, rồi, bộ 22 này cũng 70 anh em nha. Rồi. Chắc có lẽ chỉ kịp giới thiệu cho anh em thêm cái bộ ukulele này thôi ha, ba dây cáp này không kịp rồi. Rồi. Cái bộ mallet này, cho xin lỗi nè, mallet cây MCC này ha. Là 250mm. Cái này thì rất là ok, chỉ có một cái này nha, là so với này nó chưa bật thôi. Đó. Cây 250mm này anh em thấy răng còn ok nha. Và thậm chí mình vệ sinh cho nó trơn tru luôn rồi. Đó. Thì nó hơi mắc xíu ha. Chắc giờ để lâu ha. Cái này sẽ trở về 7 vào trơn anh em nha. Nào anh em thấy ha. Cái răng nó còn rất là mới luôn nha. Răng này cũng vậy ha. Nào. Có cái lỗ đây anh em nha. 250 nha. Là một cây Mitsubishi ha. Cái này là 450mm. Cái này nó nặng 2,1 kg anh em nha. Nào. Anh em thấy là so bằng ok ha. Răng cũng không có đến nỗi nào. Nào. Chỉ có cái đoạn này nó hơi mòn tí xíu thôi, nhưng mà anh em thấy lên xuống vẫn ok nha. Đó. Mòn tí xíu thôi nha. Còn thép Mitsu thì anh em biết cái chất lượng của nó rồi ha. Đó. Nó không hoàn hảo nhưng mà cũng xét lỗi thì cũng chưa đến nỗi lỗi ha. Còn giá thì phải nói là cực kỳ tốt luôn cho hai cây nha. Đó. 300 ngàn hai cây ha. 250 và 450 luôn. Cái này là nặng 2,1 kg này anh em nha. Cái này thì mình quên cân rồi. Rồi, hai cây là giá 300 ngàn.